70 năm về trước, những người chiến sĩ Điện Biên đã quả cảm chiến đấu quên mình để làm nên lịch sử. Tuổi tác, biến động về sức khỏe đã ảnh hưởng đến trí nhớ của nhiều chiến sĩ năm xưa khi bước qua tuổi 90. Vậy mà, tiềm thức về những ngày Điện Biên khói lửa vẫn vẹn nguyên, lấp lánh niềm tự hào trong họ. Đại tá Trần Thế Đề, nguyên chánh văn phòng đoàn chuyên gia 478, nguyên chính trị viên đại đội 16, tiểu đoàn 249, trung đoàn 174, đại đoàn 316. Năm nay 96 tuổi, đang sống đầm ấm bên gia đình tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Đề là người từng hai lần chỉ huy đại đội tiến công đội A1 trong chiến dịch Điện Biên lịch sử, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Lúc mới 15 tuổi, chàng trai trẻ Trần Thế Đề đã trở thành anh vệ quốc đoàn và là một trong những chiến sĩ đầu tiên đánh thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc năm 1946 tại Hải Phòng. Những ngày đầu trong môi trường quân đội, cầm khẩu súng trường cao bằng đầu mình, ông có tên trong đơn vị chủ lực, trung đoàn 174 thuộc đại đoàn 316. Đó cũng là thời điểm Pháp gây chiến ở Hải Phòng. Được lệnh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông và những thanh niên trai tráng bằng sức lực của tuổi trẻ, ý chí quyết tâm, lòng căm thù giặc sục sôi đã làm những điều tưởng chừng chẳng thể làm. Họ trải qua một cuộc hành quân gian nan chưa từng có, vừa vác gạo, vừa cầm súng vượt đường rừng 400 km suốt ngày đêm. Là một thì ghê lắm, nghe đến cũng kinh khủng, một cái vũ khí rất đơn giản. Ta đánh anh nó coi như là một trời một vực về vũ khí. Trải qua một cơn tai biến cách đây 3 năm, người đại tá lão thành gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. Thay vào đó, những lúc nhớ về Điện Biên, ông trải lòng mình vào quyển nhật ký như bạn thâm giao. Những trang nhật ký dù đã nhòe màu mực theo thời gian, nhưng đầy ắp thông tin về ngày tháng chiến đấu hào hùng trên đồi A1. Từng mốc thời gian, số tấn gạo được cứu trợ, bao nhiêu dân công tham gia phục vụ chiến dịch, họ tên của những người đồng đội đều được ông Đề ghi rõ ràng cụ thể. Theo đại tá Trần Thế Đề, tại khu vực đồi A1, cuộc chiến đấu của trung đoàn 174, đại đoàn 316 diễn ra không thuận lợi. Do mất liên lạc với đại đoàn ngay từ đầu nên không nhận được lệnh tiến công. Sau khoảng 30 phút chậm lại so với kế hoạch ban đầu, ông cùng đồng đội nổ súng. Quân địch chống trả quyết liệt, hỏa lực của chúng bắn tới tấp. Trước tình thế nguy hiểm, ông chợt nhận ra điểm mấu chốt là sau mỗi lần đạn pháo của địch nổ, lại có mấy giây gián đoạn do chúng phải nạp đạn. Ông liền lợi dụng thời cơ đó, chỉ huy đơn vị xung phong từng đoạn ngắn. Nhờ đó, đơn vị qua được và tiến vào đồn địch. Trong đợt tiến công thứ hai, trung đoàn 174 chuyển sang hướng thứ yếu. Đêm 31 tháng 3, hướng chủ yếu nổ súng tiến công. Hai bên giao tranh quyết liệt, ông và đồng đội được lệnh tiếp ứng cho hướng chủ yếu. Lực lượng ta bị tổn thất nhiều, nhưng với tinh thần dũng cảm vẫn băng lên, tràn vào cứ điểm địch. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng cam go. Địch dựa vào công sự chống cự quyết liệt, sau đó rút vào hầm ngầm. Bộ chỉ huy chiến dịch của ta quyết định đào đường hầm, chui sâu vào lòng đất, rồi dùng bọc phá lớn đặt dưới chân hầm ngầm của địch. Tuy nhiên do đất đội A1 quá rắn, các chiến sĩ đào hầm 14 ngày đêm nhưng vẫn chưa tới đích. Đã quá hạn so với kế hoạch, không thể chờ đợi thêm, quân ta quyết định cho nổ khối bọc phá nặng 960 kg. Dù khối nổ còn cách hầm ngầm của địch khoảng 30 m, nhưng sức công phá dữ dội tạo điều kiện cho quân ta xung phong tiêu diệt và bắt sống quân địch trên đồi A1. Quân địch bố trí nhiều binh lực hỏa lực lợi hại trong các công sự kiên cố. Nhưng với ý chí quyết chiến, quyết thắng, quân ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1 vào 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, mở toang cửa, tiến thẳng vào trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày đêm, nhưng riêng thời gian đánh đội A1 của quân ta đã mất 39 ngày đêm, với biết bao hy sinh mất mát. Trí nhớ của ông được chấp nối khi tỉnh lại sau một loạt pháo của địch. Trên người ông,
là những người đồng đội đã hy sinh. Nhờ họ bao bọc nên ông may mắn sống sót. Kể chuyện ở đây thì không thể nào bù đắp được. Bữa bộ đội của mày ấy, thì coi như cái chết là cái bình thường. Hy sinh cho Tổ quốc thì không sẵn sàng cũng phải sẵn sàng. Phải sống lên chiến đấu. Thì đồng viên với nhau là sống mà để chiến đấu là không có cái gì quý hơn bằng độc lập tự do. Sự đoàn kết, dũng cảm, kiên cường của những người lính Điện Biên năm xưa đã làm nên một trang sử vô cùng hào hùng của dân tộc. Và tinh thần ấy vẫn luôn được Đại tá Đề đem vào những lời kể, những bài học mà ông muốn nhắc nhớ con cháu mình. Thường là những thằng chưa bị bệnh ấy, là ông hay đi các trường ấy, rồi nói với con cháu truyền về những cái thời mà đánh đồi A1, đánh đồi Điện Biên Phủ, rồi ông đi đánh sang Campuchia làm đoàn chuyên gia nữa. Kể hết rồi tất cả những cái gì về cuộc đời của ông cho các con nghe. Tôi và các chị em con cháu trong gia đình lúc nào cũng coi như khi mà nghĩ về một người cha thì rất là tự hào và nhắc nhở bản thân là phải rèn luyện và học tập để trau dồi để khi xứng đáng là một người con của một chiến sĩ Điện Biên. Khi nước nhà thống nhất, ông lại cấp tốc lên đường làm nghĩa vụ quốc tế ròng rã 10 năm giúp nước bạn Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot. Khi đã vào độ tuổi xế chiều, ông vẫn hăng say tham gia các hoạt động tại địa phương với mong muốn truyền tinh thần yêu nước, nhiệt huyết cách mạng của mình và đồng đội đến với thế hệ sau. Bác vẫn luôn là một cái tấm gương rất là mẫu mực, hình ảnh của một người chiến sĩ rất là kiên trung. Địa phương thì rất là trân trọng, tri ân và thường xuyên có những cái hoạt động ghi nhận thông qua các cái ngày lễ lớn trong năm, cũng như là thường xuyên có cái quan tâm đến cái gia đình của bác. Thế hệ trẻ luôn cố gắng để vượt qua những cái khó khăn, phấn đấu để hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những cái đóng góp, những cái hy sinh của bác đối với lại sự nghiệp của nước nhà. Hơn 40 năm trong quân ngũ, Đại tá Trần Thế Đề đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Nhưng với ông, phần thưởng cao quý nhất là ký ức về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt vẫn vẹn nguyên. Nhờ vậy, ông được sống mãi với tuổi trẻ hào hùng. Ôi, nhớ mãi tháng 5 ngày mùng 7, trời Điện Biên như thể bị nổ tung, tiếng hò reo cùng nhịp bước anh hùng, quân kỳ đỏ gây chiến công vĩ đại.